Sweet Valentine. Ủa, anh Dustin. Đi đâu vậy? Hello. Hello em. Anh đi đâu vậy? Anh đi đào tẩu. Em cũng đang tính đi đào tẩu với anh như này mà sao anh mặc đồ vô mà quá trời đẹp chi vậy trời? Tại vì đi đào tẩu thì phải mặc đồ cho nó lố. Quá lố luôn á. Chưa mặc ra đâu có lố gì đâu. Em không lố. Em nhìn lại em coi. Ok, ủa em gì bây giờ anh đang quay đào tẩu luôn. Ừ đùa thôi. Anh nói đi đào tẩu chứ thật ra đào tẩu là tên của chương trình. À, ngồi để chơi đào tẩu nha được không? Ok, đào tẩu chung. Ok, thích quá. Xin chào các khán giả và độc giả của Lofficien Việt Nam. Đây là Đào Tẩu và mình là Dustin. Mình là Sweet Valentine. Hello Sweet Valentine. Hello anh. À, mình sẽ kể những câu chuyện rất đời đi. Ok. Anh gặp em nhiều lần nhưng chưa bao giờ anh được ngồi trò chuyện với em hết. Dạ rồi, hầu như là mình gặp là em diễn xong rồi anh đi coi. Xong hầu như là ba bốn lần luôn, thì chỉ là sau khi diễn xong thì là anh xuống, em xuống chào anh rồi em hỏi là anh thấy sơ thế nào, anh có vui hay không. Mình đúng là chưa bao giờ là mình có được dịp mà mình ngồi ngoài đây mình uống cà phê, mình ngắm phố phường như thế này bao giờ luôn á. Em rất là vui khi mà tụi mình đang ngồi ở đây. Dạ, lần đầu tiên mình gặp nhau ở đâu? Em nghĩ là ở House. House. Dạ đúng rồi. House. Anh nhớ cái show nào không? Anh có nhớ cái show nào mình? Nói thiệt với em là anh đi coi Drag Queen là anh tới anh không nhớ show nào nhưng mà anh chỉ nhớ hôm đó ai mặc đồ gì thôi. À dạ. Mà anh cũng không nhớ mặc đồ gì luôn. Nói về những cái nơi, những cái quán bar mà dân LGBTQ+ của Sài Gòn thường lui tới thì em nghĩ tới cái nào? Ngoài House Shin Jin. Ngoài House Shin Jin thì bây giờ là của gọi em gọi là thời đại này. Có thời đại trước tầm 10 năm trước thì là ở mình thì là có Republic và Central. Và xa xôi hơn nữa là có Q. Em biết Q bar ở dưới nhà hát lớn anh. Xong rồi sau đó là Central thì em cũng đi có đi coi drag show mà hồi xưa thì em nghĩ là nó chưa bên mình thì chưa có tịnh hành về cái từ drag thì em hầu như em gọi mọi người là performer. Có nghĩa là tất cả mọi người đều là performer, là có nghĩa là dress up hay làm perform theo những cái bài hát nổi tiếng. Vậy thì như thế nào được gọi là drag? Drag hiện tại thì giống như là drag là là dress up like as a girl. So, có nghĩa là theo em thì drag là nó không chỉ đơn thuần là về anh chỉ cần là hóa trang thành một cô gái hay là hóa trang thành những cái nghệ sĩ nổi tiếng để mà trình diễn, mà nó bao gồm về nó, em gọi drag là art. Drag is an art form, có nghĩa là nó là một cái mô hình nghệ thuật. Giống như là khi mà anh có giống như hiện tại em đang ngồi chung với anh thì anh không thể nào mà em thấy được là một cái bạn giả nữ mà ăn mặc em thấy không rất là cầu kỳ rồi rất là extra giống như em đang mặc những cái bộ đồ mặc như thế này thì là đây và đối với em đây là nghệ thuật. Có nghĩa là khi mà anh nhìn vô là anh thấy là đây là có một cái story, một cái câu chuyện behind hay là có những cái là em rất là mọi người sẽ bỏ rất là nhiều công sức như là make up và kể về cái make up và cái hair wigs như là nó em nghĩ là nó là một cái packaging để mà tất cả những cái bạn trong LGBT để được thỏa mãn cái niềm đam mê nghệ thuật của mình. Ví dụ như trong nhìn bộ đồ này mình sẽ có một kể ra một câu chuyện. Dạ đúng rồi. Ví dụ như anh thử kể câu chuyện nha. Dạ ok chứ. Đó em thích cái này quá. Em thích quá. Đây là một nàng tiên cá. Wow. Mắc cạn. Đang mắc cạn ở đâu ta? Bị mắc cạn trên một cái bờ biển. Ok. Và đang chờ một chàng trai tới cứu. Hoàng tử. Nàng tiên cá này có đi được không? Dạ đi cũng được nhưng mà nãy giờ dướng quá nó. Dướng vậy. Còn dướng díu. Dướng díu. Đúng rồi. Dướng là sao? Không, có dướng không? Không có, thất rồi. Anyway, nói về tucking. Tucking là một cái thuật ngữ mà không phải ai cũng biết. Dạ. Nhất là những người dị tính. Dạ đúng rồi. Dạ chính xác, có nghĩa là nhiều khi mà Valentine đi diễn xong rồi có những anh chị như là mình khi mình diễn xong mình xuống mình chào mấy anh mấy chị lại đi coi show thì mấy anh chị hỏi là ủa em ơi anh chị hỏi câu này nó hơi tế nhiều tí nha. Nhưng nếu em là con trai thì sao mà cái chỗ đó nó bằng phẳng quá vậy. Nó chị không thấy gì luôn nhưng mà đúng con gái vậy đó. Cái em kêu là chị ơi cái này là em tuck rồi thì có nghĩa là làm nó cũng đối với em là một nghệ thuật đó, tại vì nó rất là lâu, nó rất là khó chịu. Nhưng mà mình phải khi mà xong rồi thì em nghĩ là mình sẽ quên luôn. Có lẽ như bây giờ là em quên cái cảm giác đó luôn. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Nó có một cái dụng cụ đặc biệt để dùng cho việc tucking không hay là dạ. Mình phải dùng băng keo? Dạ đúng, có nghĩa là nó sẽ có hai loại. Thì nếu mà nó sẽ có một là mình sẽ dùng theo đúng kiểu drag, có nghĩa là anh phải dùng rất là nhiều như là anh dùng băng keo, sau đó anh dùng keo xịt.
Sau đó anh dùng cái quần tucking, có nghĩa là nó là một cái lần tuck như vậy em nghĩ là khoảng chừng 15 đến 20 phút á. Còn nếu mà có những cái loại như là những cái đoạn quần undies mà để dành cho phụ trợ cho cái việc đó, thì khi mà anh mặc vô thì nó sẽ, nó không phải là che hết nhưng mà nó sẽ làm cho cái chỗ đó của mình khó thấy được, nó sẽ chuyển anh thêm, chứ anh mặc đồ vô thì cũng sẽ khó thấy hơn. Ok. Giống như nữ vậy đó. Dạ. Drag nó là một cái văn hóa mới đem từ nước ngoài về, thì em nghĩ là đang có rất nhiều, đang nghĩ là drag đang rất phát triển ở Việt Nam luôn á. Em nghĩ là nếu mà thật sự là những bạn mà thật sự đam mê để theo á thì sẽ, em nghĩ là sẽ làm được, nhưng mà nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian, công sức và quan trọng nhất là tiền bạc nha. Bây giờ thì nói về những điểm đến của LGBTQ Plus tại Sài Gòn. Yeah. Thì nói thiệt lòng là Dustin là một người trong cộng đồng LGBT mà mình không có tìm được nhiều cái điểm đến mà gọi là dành riêng cho cộng đồng của mình. Là hiện tại nếu mà các bạn có muốn đi lui tới những cái chỗ mà dành cho quán bar hay là club dành cho LGBTQ thì là bạn cứ đến ngay chỗ đề thám khu bưu viện, tại vì hiện tại là trên con đường đề thám anh là có đến 1, 2, 3, 4 cái gay bar. Trời, em nói mày nãy giờ say sưa quá, mấy bạn có để ý là anh Dustin anh đổ mồ hôi mà ướt áo luôn rồi, mấy bạn thấy không? Trời ơi, ướt quá trời luôn. Đây, anh thấy sao, anh có nóng không, anh nóng nhiều không? Nói thiệt là Dustin không có cảm thấy nóng, mà Dustin chỉ quan tâm là mình phải đẹp. Chính xác, đúng không anh? Chính xác luôn á. Chính xác. Cái là hôm nay bạn thấy không, bạn có coi một cái outfit của anh Dustin đến đây nè, quay nè. Trời ơi, muốn chôm liền cái đôi giày của anh luôn. Hồi nãy giờ là đôi giày này của người yêu. Đúng rồi, Valencia nói là chọn cái đôi giày quá đẹp luôn anh ơi. Người yêu mua mà người yêu không có mang được bao nhiêu lần hết á, tại vì đẹp quá sợ nó hư. Đúng luôn á. Em nghĩ là giờ em mà muốn, giờ là em để cái tủ kiến. Tủ kiến để vô trên. Anh thì nếu mà anh mình nói về đồ nha. Theo anh thì tại anh đi chơi rất là nhiều và anh đi được những cái nhiều như là cái bar này kia và anh đi event này kia, thì anh nghĩ là cái trang phục nào và cái cách mà ăn mặc như thế nào để phù hợp cho những cái nơi mà em vừa liệt kê mà anh nghĩ là mình sẽ lui tới. Theo Dustin á, theo anh á, thì nếu mà đến gay bar hay là những cái bar LGBT á thì mọi người ở đó rất là nổi bật. Ai cũng sẽ lồng lộn. Dạ. Hoặc là cũng sẽ có những người rất là basic, cơ bản, nhưng cái tinh thần của mình đến đó là để mình thể hiện cái cá tính. Dạ đúng rồi. Và mình mong muốn có nhiều người cũng như thế. Dạ. để giống như là tạo thành một cái cộng đồng mà rất là trông rất là đẹp, đầy màu sắc. Dạ, đa dạng. Dạ đúng rồi. Dạ. Cho nên những cái bộ trang phục á, nếu bạn là một người khách tới những cái quán bar LGBTQ+ tại Sài Gòn, hãy cứ mặc thử một cái trang phục nào mà nó over the top nhất đối với bạn. Dạ đúng rồi, mình phải là chính mình chứ đúng không anh? Phải tự tin chứ, tại vì em nghĩ là ở những cái nơi như thế này thì các bạn sẽ không bị judge, không bị những cái đánh giá là trời ơi sao bạn mặc đồ lố quá, trời ơi sao đồ. Em nghĩ là mọi người rất là thích đó anh. Có một cái mà Dustin có thể cho các bạn một cái tip nhỏ khi mà đi đến những cái quán bar LGBTQ+, đó là luôn luôn cởi mở với tất cả mọi người. Dạ đúng rồi. Mọi cơ thể. Dạ. Mọi màu da, mọi chiều cao, mọi vóc dáng. Bạn tự tin bạn tới và hãy mặc theo cái cách mà bạn yêu thích nhất. Điên khùng lên một tí cũng được, sexy cũng được. Đó mới là cái Dustin nghĩ là sẽ thu hút. Dạ đúng rồi. Trải nghiệm khi tới các quán bar thì một cái kỷ niệm mà mình nhớ nhất đó chính là ở Central. Dạ. Nhớ Central đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Central là một cái quán bar đã đóng cửa. Nó nằm ở đối diện cái nhà hát thành phố hả? Dạ đúng rồi, nhà hát lớn ạ. À. Bên hông đúng không? Đối diện bên hông. Dạ đối diện bên hông, dạ đúng rồi. Công trường Lam Sơn thì hồi xưa mình đến đó và mình gặp người yêu của mình bây giờ. Trời ơi, em quen người yêu lâu vậy luôn hả? Ừ. Em không biết luôn. Ừ. Các bạn ơi, Tiến không có biết là anh Dustin quen lâu vậy nha. Tiến biết anh Tiến có người yêu nhưng mà không biết là quen lâu như vậy. Chính là từ Central. Một ngày nọ là anh kiểu, lúc nào anh tới Central cũng là thứ sáu nè. Đi tới một mình, lúc đó là chỉ cần tới không hẹn là gặp tất cả mọi người bạn bè. Dạ. Rồi kiểu trai gái đều có. Dạ. LGBT cũng có dập dìu tới đó từ các cấp các nước. Thì từ các tỉnh thành nè, thì người yêu của mình là cũng từ Hà Nội. Trời ơi, bạn thấy không? Tình yêu vượt thời gian, vượt không gian. Nhưng mà Hà Nội cũng có gay bar sao không đi? Đúng không? Nhưng mà tại phải bắt buộc đi cái gay bar ở Sài Gòn để gặp anh Dustin xong rồi dính đến bây giờ luôn, thấy không? Thì tới đó bắt tay xong rồi mời rượu. Cuối cùng mình không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ có cái kết là mình đã đẹp người đó trong ở ngay cái cửa nhà vệ sinh. Trời và hôn tại chỗ. Và hôn tại chỗ. Và hôn tại chỗ. Đó là một cái trải nghiệm mà mình nghĩ là chỉ có thể có ở LGBT, nơi mà mọi người cởi mở, mọi người là chính họ. Dạ, và không đánh giá. Dạ, không bị đánh giá, dạ đúng rồi. Khi mà cái điểm đội quần nhất của Tiến á, thì là kể đến ngày mai cũng không hết.
Nhưng mà nói chung là sau khi mà em diễn xong á, thường là giống như là đi thì khách người ta quý người ta đến, người ta cứ mời, người ta cũng ly với mình á, xong rồi cái uống. Sau khi mà tiếng xỉn rồi á, là mỗi lần em đi nhà vệ sinh á, là em không có nhớ được là đâu là nam, đâu là nữ, thì em cứ bang mà em đi thôi, bang mà em đi thôi. Bang mà em đi thôi. Xong rồi em cứ bay vô, là liền cái lần mà diễn ở những cái bar straight bar thì tiếng vô thẳng cái phòng nam. Và tiếng chỉ đứng là tiếng cái dập xong cái có một con đàn bà nào mà đứng nhìn từ đằng sau, cứ là để mình để tiếng tả cho bạn nghe nha. Ví dụ bạn là một người khách nam, bạn đang đi vô một cái phòng vệ sinh nam, bạn thấy một cái con cao chồng ngồng, một cái tóc giả màu hồng lông lộ ở trong đó và đứng banh nào mà đứng nó tè cho nè, thì bình thường. Nhưng không, đôi em nghĩ mấy ảnh la luôn á, kêu mấy ông ảnh la kêu trời xin lỗi ơi, xin lỗi anh không biết, kêu không anh em mới lộn nè anh, tôi kêu trời ơi cái gì đàn bà con gái mà đứng tè đó, cái câu là cái em nghe nhiều nhất, đàn bà con gái mà đứng tè đó. Nhưng mà đó là những cái lúc một lần mà tiếng em quá xỉn em không nhớ thôi, nhưng mà em cũng rất là em cũng hay qua phần sinh nữ lắm. Ừ chứ không ai lúc nào cũng là sinh nam đâu. Nhưng mà cho anh nói cái này nè. Dạ. Tại vì anh thấy có một cái điều rất là hay nha, không chỉ có ở Việt Nam hay Sài Gòn mà mình anh cũng đi mấy cái nước khác. Dạ. Những cái gay bar họ nhà vệ sinh á, họ luôn dán là unisex. Dạ đúng rồi. Nam nữ là dùng chung. Dạ đúng rồi. Và cái đó là một cái mình nghĩ là văn minh ở chỗ là họ không kỳ thị. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử thách mang tên là Have You Ever của L'Officiel Việt Nam dành cho Dustin và Sweet Valentine. Sweet Valentine và Dustin sẽ trả lời câu hỏi của chương trình, có 6 câu hỏi. Dạ. Và mỗi người chúng ta sẽ giơ 3 ngón tay. Ba ngón tay. Đó. Dạ rồi. Thì nếu như mà câu hỏi nào mà mình đã làm rồi á, dạ, thì mình sẽ bỏ một ngón xuống. À dạ rồi, ok. Sau 6 câu, ai còn ít ngón hơn thì người đó thua. Dạ rồi. Và người thua sẽ có hình phạt là gì? Hình phạt của em dành cho anh là gì? Lâu lâu mình mới tới đây thì mình phải làm cái gì cho nó khó đúng không các bạn? Thì có nghĩa là tiếng đã thủ sẵn đây thì là anh Dustin, em muốn anh sẽ là một anh sẽ biến hóa thành một drag queen, bởi vì anh nói là anh chưa bao giờ có trải nghiệm đúng không, bây giờ chưa. Anh mà thua là anh phải làm một cái look drag cho em coi, và em đã đem sẵn cho bạn quick rất là cao nha, rất là cao nha các bạn, gọi là quick drag hả? Dạ đúng rồi, quick drag. Quick drag có nghĩa mì là ăn liền drag, mì ăn liền drag chính xác. còn cho Sweet Valentine thì Dustin sẽ bắt Sweet Valentine nếu mà thua phải pha một cái ly cocktail. Ôi trời ơi. Trong quầy bar cho Dustin. Ok anh, đây là rất là khó, rất là khó nha các bạn. Nhưng mà tôi sẽ rất là cố gắng. Let's go. Let's go. Không ai biết mình hả? Chết cha rồi. Nhưng mà nhiều người biết anh lắm, sao mà lúc mà anh đi vô là biết liền, mà sao mà không biết luôn được. Nếu mà quyết định trong tích tắc thì không thể, cho nên là không có, chỉ có phải là đi ra nước ngoài. Đúng, chính xác. Thì mới gọi là đào tẩu. Đúng. Tại còn ở đây cái mặt mo này đi đâu ai cũng kêu ai cũng biết, giờ sao giờ vậy là không có rồi. Ok rồi, không có rồi, ok. Có cái cha rồi sao này, cái thua rồi đó em. Tôi gặp người yêu vào lúc đó là Central, nên như nãy tôi kể tới bây giờ tôi vẫn còn yêu người yêu, cho nên là lúc nào đi đâu cũng có người yêu luôn. Không bí mật luôn. Rất tiếc. Để thấy em thua rồi đó anh. Kể tiếp đi em. Ok. Cái này thì em anh quen rồi. Vui đến mức ngất xỉu hả? Bất tỉnh luôn á. Có nghĩa là em đã từng một lần, các bạn các bạn kể em kể nghe, cái là một lần em sang Thái. Có nghĩa là em đi 4 cái gay bar trong một đêm. Và em tỉnh dậy lúc 10 giờ sáng trước McDonald's. Trời đất. Đúng, có nghĩa là em nằm ở trên cái thềm trước cửa McDonald's á, kêu là ủa tôi đang ở đâu đây, tôi là ai, tôi đang làm gì đây các bạn. Thì có một cái lần đó là sinh nhật của Dustin, và Dustin mới vừa làm MTV Việt Nam, xỉn tới mức mà không biết cái gì nữa hết, mà mọi người kể lại là mình không cho mọi người về, mà mình bỏ hết điện thoại, mọi người vô trong quần lót của mình để giấu, và mọi người móc ra không được, mọi người kiểu không ai dám đi về hết. Dạ. Và mọi người nói là không chỉ có điện thoại mà nào là trứng cút rồi đồ ăn xoài luôn trong đó đây. Mà không biết gì hết. Trời ơi. Vậy là hồi nãy 2 câu rồi đó. Là Dustin là... còn 4 á. Em còn 3. Yes, yes, yes. Đúng rồi, là có lần là Halloween. Đúng. Đúng, Halloween. Dustin chuyên là Halloween là sẽ giả gái. Nhưng mà giả kiểu gái mà hơi rùng rợn mọi người. Có cái năm đó Dustin giả Suboy. Wow. Ồ, Suboy mà trong rap Việt mà mặc nguyên một cái bộ đồ đen, đêm mấy cái đêm đầu tiên á, vòng đầu tiên thì vừa bước tới house, vừa xuống taxi, mọi người chỉ Suboy. Mà là mình thành công rồi, người ta không ai biết mình Dustin luôn. Hay quá.
Bột. Bột. Có chứ. Có rất nhiều luôn á, phải là có một nữa. Bạn sự cố của em là gì? Nó tế nhị lắm luôn á, nói thì sợ bị cắt luôn á. Nói đi. Có nghĩa là có cái là đây là cái trải nghiệm, tức là em nghĩ là tất cả những bạn drag đều phải có. Thì có nghĩa là khi mà bị giống như em nói shocking á. À. Đó, thì có nghĩa là có một cái lần tôi nhớ là khi mà tiếng nhảy sung quá luôn, có nghĩa là lần thường là tiếng biểu diễn thì sẽ nhảy rất là nhiều. Thì nhảy sung quá xong rồi tiếng cảm nhận được là cái băng keo, tức là khi mà nhảy nhiều sẽ ra mồ hôi. Ra mồ hôi sẽ mà keo nó xúc. Tôi cảm thấy là khi mà keo nó vừa xúc một cái tẹt cái này, cái là vừa nhảy mà trong đầu cái chết cha rồi ra rồi. Thì khi mà tôi nhớ là lúc đó tới mặt một cái đồng đuôi cá rất là dài. Sau đó là đến lại khi mà vừa cái khúc đó thì xong mà khi mà vừa tiếng cảm thấy là cái đó nó vừa ăn cái vừa cảm nhận là nó rớt luôn đó nha. Là em quay cái đồng đuôi cá, em quay ra, em xém cái rác, em lấy ra. Em che lên cái chỗ đó xong em đi tưng đi vô luôn. Cột lại hả? Dạ đúng rồi, em cột lại em đi vô luôn. Đó là cái sự cố em nghĩ là tất cả những bạn drag queen đều phải có và đã từng có rất là nhiều luôn. Mà may có nghĩa là em không kỹ cho nên em chỉ đúng lần nhớ, em nhớ đến bây giờ là em tẩm tới bây giờ luôn. Cực quá. Chỉ là một cái trải nghiệm vui. Cũng là một cái mà để suy nghĩ là phải rút kinh nghiệm. Chính xác. Không nên mặc váy và không mà không thất. Dạ đúng rồi, Lần sau thất thì chắc là... Em chỉ cho anh, em chỉ một khóa luôn. em sẽ mua bảo hiểm cho anh luôn. Rồi, như vậy... Valentine. Em đẹp. Em hai, Valentine thua. Em thua rồi. Em phải pha cho một ly cocktail. Trời ơi, tiếng rất là muốn thấy, tiếng thấy là anh Dustin làm drag đó các bạn. Nhưng mà tiếng sẽ thua, nhưng mà tiếng sẽ làm cái thử thách này nhé. Em vẫn muốn thấy anh Dustin làm drag tại vì nó không có công bằng anh. Không có nghĩa là em làm drag là những cái câu hỏi đó toàn là em bị dính không, anh đâu có bị dính đâu. Thì em nghĩ em rất là muốn anh làm, em nghĩ là bây giờ công bằng anh nè. Lady Frost là anh phải chiều em. Ôi, làm đi. Không, em muốn anh làm. Nè, đó, hài lòng chưa? Hài lòng quá rồi, trời ơi, người cô bé mà cái lông ngực nó nào quá mê luôn các bạn ơi. Đây trời là ơi. Thử thách Quick Track. Quick Track. Cho mọi người xem. Trời ơi, dạ, trời anh đứng lên đây nè. Trời ơi, các bạn xem nè. Đây. Một dòng đi anh, model posing nè. Serving hả? Drag, serving glam, serving fabulous. Anh trời luôn, cho lên là đó, lên. Đây là một cái váy, nhưng khi đó xinh mặt thì nó quá ngắn, nó chật. Cho nên là mình có được một bờ vai trần. Đó. Và không che được ở dưới cho nên phải mặc quần mọi người. À, cái tầm quan trọng của thất chưa? Chốt đơn như các bạn. Rồi. Các bạn chốt đơn anh Dustin cho mình nha, chốt đơn cho mình nha. Còn anh đã thực hiện thử thách rồi thì bây giờ tới em. Ồ tới em hả? Hãy pha cho anh một ly rượu. Uống trời được. Ơi. Uống được. Ok, uống được rồi. Tiếng sẽ làm mà thử thách tiếng thua là pha một ly cocktail cho Dustin nha. Ok. Với cái móng tay đó, đúng rồi, làm được cái gì. Với cái bộ chân gà nè các bạn. Úi, các bạn trời ơi. Không có cái gì dễ dàng hết các bạn à. Thiệt luôn á. Mọi người tưởng mặc cái áo này luôn. Với lại cái bộ tóc giả này là dễ lắm. Rồi đi cái đôi giày này nữa. Anh thấy nóng không? Anh? Em nghĩ là anh thấy rất là nóng. Anh thấy có những chỗ rất nóng, có những chỗ rất lạnh. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ dùng cái bộ chân gà này á, cái bộ móng gà này để mình mở cái lon anh. Đây là một cái thử thách đó nè. Ở đây mở cho bà. Không, mở đây, em muốn mở bằng của em. Nếu mà mình xúc nóng á. Rồi, mình nghĩ thôi. Từ từ đếm thử. Em có thể dùng cái vải áo. Được rồi, không anh, vô luôn. Ui. Nó bay. Mấy cái quảng cáo mà kiểu drag queen hay là mấy người mà làm móng tay mà kiểu làm đồ ăn này nọ, đừng có tin. Không có làm cái gì đó. Đúng rồi á. Phải quay là một 10 tag luôn á các bạn. Trời ơi, tới cái đoạn lắc này nè. Không biết là lát gỡ cái nắp ra làm sao luôn. Vũ điệu Hawaii. Nàng tiên cá lắc trên bờ biển nha các bạn. Na na. Say what? Ui. Thấy chưa? Tại sao biết không? Tại vì bỏ xe chàng BD vô. Đúng rồi, chàng BD rồi các bạn ơi. Được rồi, anh nghĩ là okay, được rồi đó. Ok, nó chào đó anh, nó chào ra. Tại vì rồi. Sao em bỏ soda vô lắc thì nó sẽ bắn. Nó bắn vô mặt em luôn. Nhưng mà em nghĩ rất là ngon đó các bạn. Mình là amateur cho nên các bạn đừng có trách mình nha. Em nghĩ rất là ngon đó anh.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái miếng chanh. Đây. Ta-da. Bây giờ là cái phần là phần nhìn. Phần nhìn thì cũng là hơi xấu đó, nhưng mà mình có thể là phần gì, phần uống nó đẹp sao các bạn. Rồi bây giờ em xin mời anh. Cảm ơn em. Dạ. Thấy không, uống cũng điệu, tay phải điệu lên, tay phải điệu lên. Đúng rồi, mình đang uống kiểu trái là tay phải ngửa lên. Đúng rồi, đó. Có mùi móng tay của Valentine. Để tìm có cái hộp. Có cái hộp cừ một bẹt nữa. Đúng rồi, hộp cừ một bẹt đi luôn. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cuộc trò chuyện của Sweet Valentine và anh Dustin. Và mọi người hãy tiếp tục theo dõi cuộc đào tẩu của Dustin và Sweet Valentine trên các kênh social của L'Officiel Việt Nam. Bye bye.